Xin chào các bác, các chú nhá. Thứ bảy đẹp trời quá. Múc được con này múc tuần trước. Đẹp lắm. Đây. Chưa được một găng tay, từ mặt bệ lên chưa được một găng tay, cốt chậu nhá. Cốt chậu bệ 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 cũng gọi là tạm gọi là gần được gọi là bệ bệ nhãn. Gọi là cốt chậu thì đúng hơn. Vừa nãy thử nhổ mấy cái cỏ đây này. Mà không lên nổi. Đất điếc lì quá, cũng cần cội quá rồi. Con này đấy. Chậu đẹp nhá, chậu tàu đẹp nhá. Chậu tàu đẹp, cốt chậu rồi. Cây cốt chậu, xanh quê. Bonsai mini, bệ rất đẹp. Cây rất bé nhưng mà bệ rất ghê gớm. Cốt ba vai đang rất hot như bây giờ. Mini bây giờ thì chơi ba vai nó rất hay nếu mà trực. Trực dẫn trực mà chơi ba vai thì vui lắm, bởi vì là mini thì tỷ lệ của nó ngắn thôi mà, thấp bé mà, cho nên là ba vai là hợp lý nhất. Còn những cái bông bóng kia thì chỉ để cho tán nó đầy được, chứ ba vai là tối ưu nhất rồi các bạn. Đấy, với cái chiều cao nó như vậy và ba vai con này rõ ràng rồi. Trực một cái mô tả một cái làng cổ thụ các bạn ạ. Này, tí nữa vặt lá đi thì các bác nhìn sẽ rõ hơn. Đấy thì vì nó là cốt chậu và nó rất là cằn trong cái chậu này rồi. Nó vừa khít so với cái bệ của nó đây rồi. Cho nên là hôm nay em sẽ cho nó sang bên này, cho thùng xốp này, cho nó thật rộng này. Tất nhiên là tống cả chậu, cả cây này vào đấy để trồng nhá. Cho bệ nó bệt nhá các bác nhá. Đấy, chứ không cần thiết là phải nhổ ra ngoài đâu các bác. Đấy, cho cái rễ trên bệ này nó lan ra, bệ nó sẽ bệt, sau này sẽ bệt rất là hợp lý. Cứ nhổ ra được cái bứng của cái chậu này ra, nhiều khi là mất cái cốt chậu này các bạn. Thứ nhất là mất cốt chậu, thứ hai là gì? Là cái rễ của nó sẽ phá xuống dưới, cây nó sẽ phá thế. Đấy, thì mình cứ để nguyên hệ thống này, mình bê sang cái bên này và vùi đất lại. Đấy. Cả con này cũng vậy. Tí nữa sẽ triển khai. Này mới thay cái chậu tàu, hai con chậu tàu. Bây giờ để vặt lá này để cắt sơ qua bác nhé. Bác cứ một số bác cứ bảo là mùa này cũng vặt lá, nhưng thực tế là lá đã già rồi thì để lại làm gì đâu bác. Vặt hết, vặt hết, em vặt hết. Các bác nói cứ yêu xanh thì sao quên nổi, thực tế không phải. Giờ này thì nói chung là cây gì đẹp cũng chơi hết cả. Mini mà xanh thì chơi là vui nhất rồi. Sức sống mà. Có những lần em chia sẻ với bác.
là vì cái sức sống mà nó phù hợp với đô thị hơn. Đấy, một con mà bà vai đây. Đây nhá. Không được một găng tay nhá. Hoàn thiện sẽ bằng một găng tay. Hoàn thiện sẽ bằng một găng tay. Đây, tầm hoàn thiện chắc tầm 15 phân. 15 phân. Chậu tàu. Đấy, thì sẽ phèo một cái đậu này, khổng này. Đang kiểu như các bác hay nói là bị đòn gánh, hai bên nó đối xứng nhau như cái đòn gánh, thẳng căng nhiều khi nó không được nghệ thuật, nhưng thực tế cây này nó cây mô phỏng cây thiên nhiên ấy, thì đừng có quan trọng cái những cái đấy lắm, đừng có quan trọng những cái quan trọng nhìn thấy nó ưa mắt ưa nhìn là vui là đẹp rồi, đừng quan trọng dáng thế cái gì lắm, cứ mô phỏng tự nhiên là đẹp rồi các bạn. Đấy, khẩu này sau có thể sẽ phải thu ngắn lại vì cái đoạn này to quá. Đoạn này to quá, nó không có được đoạn chuyển ở đây. Đấy, đoạn này thì thu vào đây. Bên này thì ổn rồi, nó đã ra được mầm đúng chỗ rồi này. Bên này thì thu có thể phải thu. Đấy các bạn. Thế bây giờ đây. Quay trên xuống các bạn nhé. Đấy. Cốt chậu đất ở đây nó cằn cỗi lắm, cằn cỗi vô cùng, lâu năm quá không được chăm sóc gì. Đấy, lại để dựng camera lên để lại chiến tiếp, xong rồi cho cái bên này cho nó thả cho nó sướng đi, liền những sẹo này và to những tay chi này thì sớm được cắt các bạn nha. Ôi ơi, cẩn thận ngã nhá. Các bạn nhỏ ồn quá. Cưa này đều đều mà cưa tốt phết đấy các bạn. Cưa hay phết đấy. Cưa này này. Đấy, nét thì này. Đấy, cưa đều đều nhưng mà cưa hay phết. Cưa rất hay nhá. Sau này phải dùng cái cạp, phải mua cái cạp cái chỗ này đi các bạn, hiện đang chưa có cạp. Đấy, luồn lách thoải mái các bạn. Cười. Sau này sẽ phải phèn đến đây nữa. Phèn đến đây. Đoạn này đơ quá. Đoạn này đơ và hơi cao quá. Đoạn này đơ quá. Bởi vì các bác tưởng tượng khi mà cái giật cái này lên thì trên này nó sẽ cao này. Đoạn này nó sẽ nhìn nó sẽ
tất nhiên nó vẫn thành hình hài ok nếu mà có bông có tán lên ấy. Nhưng mà thực tế khi mà rút ra thì các bác nhìn nó sẽ rõ cái đoạn này nó khá là thô, khá là thô. Nhưng mà bây giờ hiện tại cứ nuôi cái này đi để cho nó có đất, nó sổng cái ngọn này lên. Mình sẽ lấy cái này là cái ngọn, cái khẩu này sau cũng sẽ cắt đi, có thể sẽ phải cắt đi chứ chưa quyết định, vẫn đang suy nghĩ quá, còn nên suy nghĩ cái chuyện đấy. Đấy. Còn đang suy nghĩ. Cái sẹo này lại một chút, nếu có cái cạp thì tốt hơn, có cái cạp thì chuẩn hơn, có cái cạp thì hay hơn. Đấy, cái khẩu này giá mà cái mầm này nó lên đến chỗ này thì hay quá. Thôi được, đây không sao, cái này sau này chắc chắn thì phải đi rồi. Cái khẩu này này
cắt đi cho các bác dễ hiểu. Các bác nghi nhiều khi các bác không hiểu. Đây, đây. Bỏ phần này đi. Chỗ này thì đang tính thì sẽ phải bỏ phần này đi. Đấy. Đấy, các bác. Cơ bản cái này thì cũng chưa động ra động kéo được gì nhiều. Cốt của nó có rồi. Đất diễn thì kịch bản các thứ có rồi. Nhưng mà còn đang phải chờ các bạn. Khi mà các bác thấy lùm này lên này, làng nó ra đây. Tay làng nó đua đây, nó có những 1-2 cái rễ nó vuông lên này. Thì các bác sẽ nhìn thấy cái một cái cây cổ thụ thu nhỏ rất là đẹp ở đây. Đây, những cái rễ nó vuông xuống đây. Và đây là một cái bông lùn ở đây. Bông chỉ đến đây. Đấy, hoàn thiện đến đây. Đấy, trải sang hai bên này. Đấy, các bác tự mừng tượng là nó tương lai của nó sẽ như vậy. Tất nhiên xanh quê nó hơi lâu một chút, nhưng mà có thể con này có thể hoàn thành cũng chỉ tầm 3-5 năm nữa thôi, không lâu lắm đâu các bác. Đấy. Rồi đấy là cái con này, sau sẽ nhấc sang bên này. Đấy, sẽ nhấc sang bên này. Dụng thanh pha nó lấp đất bằng mặt đến đây, trải bằng mặt đến đây để cho dễ nó, cái bệ của nó sau nó ôm với cái cốt chậu này, cái cốt chậu này nó không bị mất đi cái cốt chậu. Cái giá trị của cái cây, nhìn mà các cây các bác nhìn thấy có tiền hoặc là thời gian thì là những cây cốt chậu, mà những cây cốt chậu thì bây giờ khá là ít. Đấy, cốt chậu nghĩa là gì? Nghĩa là các bác nhìn thấy bệ rễ của nó ôm lấy cái, nó ăn vào những cái mép chậu này, bây giờ chỉ nhấc lên là nó thành hình cái chậu, gọi là cái cốt chậu, các bác hiểu không? Đấy, thì bây giờ mà các bác mà nhấc hẳn ra bỏ cái chậu cũ đi thì nó mất cái cốt chậu, nó sẽ bị phá thế và sủng lên rất là kinh khủng. Mình phủ cả cái hệ thống này vào trong đất, trong cái cây xốp này thì cây rất khỏe mà cốt chậu vẫn giữ được, cây không bị phá thế. Đấy là cái mục đích của cái việc mà để nguyên cái chậu cũ này. Cái bên này cũng vậy đó, cây này cũng sẽ cho sang cái thùng xốp này và lấp đất lên. Đấy, thì cũng đang đắn đo cái chuyện là cái tay này này, em đang muốn ép xuống dưới này thì có hai cái cách. Nhất là các bác cắt chữ V ở đây, ép nó xuống dưới này, vô tư sống, ok. Cách thứ hai là các bác cắt lìa cái này ra và khoan một lỗ nhét xuống đây, vì cái rễ nó có đây rồi thì cứ thế nó sống. Về các bác cắt lìa đây thì cảnh này nó vẫn sống. Đấy, hôm trước các bác góp ý với em là cắt cái đoạn này đi thì em đang suy nghĩ có thể em sẽ không cắt mà sẽ đục bỏ cái vết này đi. Chứ bây giờ cắt cái đoạn này đi này thì hai bên nó cùng phi vào đằng trước thì nó em không thích lắm. Mà để này thì nó các bác ấy bảo là thế đòn gánh, nhưng mà thực tế là em không ngại cái chuyện thế đòn gánh hai bên. Cái này thì phải bỏ đi nuôi cho dưới. Nuôi lên dưới. Đấy, khi cắt lìa cái này sẽ úp vào này. Cái này không có khoe các bác đấy mà. Đấy, cái này sẽ bỏ đi. Hoặc là vít xuống. Đấy, thì kịch bản là như vậy, chứ không phải là mỗi khi em cắt xong video là nó xong đâu các bác. Đấy, cũng phải suy nghĩ rất là nhiều đấy. Ý tưởng thì mình nhìn thấy hết mà. Rồi, chúc các bác cuối tuần vui vẻ bên gia đình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.